Nóng, Tô Lâm bị đuổi đến bờ dậu, lập tức triệu tập Bộ Chính trị để chia ghế khẩn cấp. Kính thưa quý vị, truyền thông nhà nước bất ngờ đưa tin Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 đã chính thức khai mạc hôm ngày 18 tháng 9, sớm hơn thường lệ rất nhiều. Việc Ban chấp hành Trung ương Đảng họp sớm một cách bất thường, theo giới thạo tin cho biết rằng nhằm để giải quyết những vấn đề cấp bách trước khi ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến công du sang Hoa Kỳ vào đêm ngày 21 tháng 9, tức là ngày hôm nay, để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Như vậy, hội nghị này phải họp ngay trước thềm chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm. Việc liên tiếp diễn ra các hội nghị trung ương bất thường cũng như đẩy sớm thời điểm họp hội nghị trung ương 10 đã cho thấy nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam không hề yên ổn chút nào, trong khi quyền lực của ông Tổng Bí thư Tô Lâm đang được cho là không suôn sẻ chút nào. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đổi mới thể chế về chính trị, hội nghị sẽ tập trung thảo luận để có đột phá về chiến lược và tập trung cao nhất cho một phá thể chế, cụ thể làm tinh gọn bộ máy tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam, quốc hội và các tổ chức chính trị xã hội để hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cấp dưới theo phương châm địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Điều đáng chú ý là bài phát biểu khai mạc của ông Tô Lâm cho biết rằng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội sẽ tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra giám sát, nhưng không hề nhắc tới vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khả năng cao là Hội nghị Trung ương 10 lần này sẽ có nội dung về kiện toàn các chức danh và điều động một số lãnh đạo cấp cao, cũng như sẽ tập trung cho việc chuẩn bị cương lĩnh và phê duyệt quy hoạch nhân sự chủ chốt cho Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Đồng thời, ông Tổng Bí thư Tô Lâm này sẽ trao lại chức danh Chủ tịch nước để tập trung cho công việc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và phải chăng đây là động thái của ông Tổng Bí thư Tô Lâm này muốn rút củi đáy nồi để giảm phản ứng quyết liệt từ phe tướng lĩnh của quân đội trước chuyến đi thăm Mỹ của ông này? Theo giới phân tích quốc tế cho biết rằng, việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời đã để lại một khoảng trống quyền lực, và đồng thời sự thăng tiến quá nhanh của ông Chủ tịch nước Tô Lâm chính là nguồn cơn và tình trạng bất ổn trầm trọng như trong giai đoạn hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, việc khôi phục lại cơ chế lãnh đạo tứ trụ nó sẽ giúp trấn an cho những mối quan ngại trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các nhà đầu tư của nước ngoài. Hơn nữa, nhân sự của Bộ Chính trị hiện có 15 thành viên, trong đó có 6 người đều đi lên từ ngành công an mà chỉ có 3 người từ quân đội. Cho nên, việc để cho nhân sự của quân đội nắm giữ một ghế tứ trụ cũng phần nào giải tỏa và giảm bớt sự căng thẳng giữa hai phe cánh quan trọng nhất, đó là công an và quân đội trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Việc đẩy nhanh các tiến trình vừa kể trên thông qua việc tổ chức Hội nghị Trung ương 10 và cũng là cách để cho ông Tô Lâm này tránh tình trạng đêm dài lắm mộng. Càng kéo dài thời gian bao nhiêu, nó sẽ tạo điều kiện cho ban lãnh đạo của Trung Quốc sử dụng quỷ kế để chia rẽ nội tình của ban Đảng Cộng sản Việt Nam, khiến cho nó hỗn độn bấy nhiêu. Xin nhắc lại, ông Tô Lâm công du sang Mỹ lần này giữa lúc mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chấm dứt, đặc biệt mối quan hệ giữa phe công an của ông Tổng Bí thư Tô Lâm đang có tranh chấp quyết liệt với phe của tướng lĩnh quân đội. Học giả Trương Nhân Tuấn từ Pháp cho biết rằng việc phân chia phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã hình thành từ lâu, nhưng đã đến lúc các phe nhóm trong đảng phải xác định là chỉ có hai phe, đó là phe theo Trung Quốc và phe có khuynh hướng độc lập. Trong một động thái mới đây thì vấn đề theo Mỹ hay theo Tàu nó lại chưa được giải quyết gọn gàng, thì ngày 11 tháng 9, VOA tiếng Việt đã loan tin của Reuters cho biết rằng hãng năng lượng tái tạo hàng đầu Enel sẽ rời khỏi Việt Nam. VOA dẫn tin từ hãng tin quốc tế cho hay ba người am hiểu vấn đề nói với hãng tin này rằng tập đoàn Enel của Italy đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam. Và đây sẽ là diễn biến mới nhất của một công ty phương Tây rút khỏi các dự án năng lượng tái tạo của Việt Nam. VOA dẫn tập đoàn điện lực Italia cho biết rằng vào năm 2022, họ muốn đầu tư vào các nhà máy sản xuất với 6 GW năng lượng tái tạo của Việt Nam mà không nêu rõ loại nào. Nhưng lưu ý tiềm năng của Việt Nam về năng lượng gió và năng lượng mặt trời là rất lớn. Trong số những người nói trên cho biết rằng động thái này một phần trong kế hoạch tổ chức rộng rãi hơn hoạt động kinh doanh toàn cầu của Enel. VOA cho biết rằng hiện không rõ liệu rời khỏi Việt Nam thì có được công bố hay không,
và khi nào tập đoàn này sẽ dự kiến trình bày kế hoạch chiến lược hàng năm vào tháng 11 tới đây. Enel đã từ chối bình luận và các nguồn không muốn nêu tên vì thông tin không được công khai. Nhưng Bộ Công Thương của Việt Nam không trả lời yêu cầu của bình luận này. Theo VOA cho biết rằng Enel do nhà nước Ý kiểm soát là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới vào năng lượng tái tạo. Nhưng kể từ khi CEO ông Cartanel nắm quyền vào năm ngoái, tập đoàn này đã chuyển trọng tâm cơ sở hạ tầng lưới điện cam kết thành một phần đáng kể đầu tư trong nước và giảm tiếp xúc với quốc tế. VOA nhận xét cho biết rằng Enel rời khỏi Việt Nam sẽ là đòn giáng mới nhất vào chiến lược năng lượng của Việt Nam, vốn xoay quanh việc tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo và khí đốt để giảm sự phụ thuộc vào than đá. VOA nhắc lại rằng tháng trước, hãng tin quốc tế đã đưa tin công ty Equinor của Nga, Na Uy cũng đã hủy kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực gió ngoài khơi của Việt Nam, trong khi tập đoàn Ørsted của Đan Mạch cho biết năm ngoái họ đã từng lên kế hoạch đầu tư vào các trang trại gió lớn ngoài khơi ở Việt Nam. Vẫn theo VOA, dẫn trang web của Enel cho biết rằng theo đó, chi nhánh năng lượng tái tạo của Enel, tức là quản lý hơn 1.300 nhà máy và có khoảng 64 GW công suất tái tạo được lắp đặt trên toàn thế giới. Trong số công suất mà Enel dự định lắp tại Việt Nam, có khoảng 1 GW đã ở giai đoạn nâng cao vào giữa 2022 với nhà máy điện đầu tiên chưa được xác định, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Theo trang web của công ty về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Enel không bình luận về tình trạng dự án của họ tại Việt Nam. Được biết, Enel thành lập vào cuối năm 1962, ban đầu là một tổ chức công, sau đó chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn vào năm 1992 và được tư nhân hóa vào năm 1999. Enel là công ty lớn thứ 59 trên thế giới tính theo doanh thu vào năm 2023 và là công ty điện lực lớn thứ hai trên thế giới vào năm 2018. Các lĩnh vực điện mà Enel tham gia sản xuất gồm nhiệt điện, điện năng lượng gió, điện năng lượng mặt trời, thủy điện, nhiệt điện và điện hạt nhân. Enel cũng tham gia vào các hoạt động nghiên cứu phát triển để sản xuất và truyền tải điện, bao gồm thiết kế triển khai nhà máy line, kết hợp việc sử dụng các nguồn và công nghệ khác nhau để lưu trữ năng lượng nhằm để tăng hiệu quả nhà máy, phát triển lưới điện thông minh giúp tăng hiệu quả và tính bền vững trong việc phân phối điện với sự hỗ trợ của cộng đồng châu Âu. Một số ý kiến cho biết rằng việc đấu đá kéo dài trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cùng với tình trạng tham nhũng và những bất cập về mặt pháp lý, nó đã làm mất lòng tin của các nhà đầu tư ở nước ngoài nên họ lần lượt kéo nhau bỏ đi, và đặc biệt trong lĩnh vực điện khi mà EVN vẫn được độc quyền mua bán điện như vậy đã khiến cho hàng loạt các doanh nghiệp điện của các nhà đầu tư nước ngoài phải rút tháo chạy, và như vậy là một thiệt hại lớn cho nền kinh tế của Việt Nam. Và liên quan đến những vấn đề này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.